hành trình xe chúng tôi hôm nay là lên rừng đổ vật liệu xây dựng nha các bạn nha. Đường Trường Sơn xe anh qua. Đấy. Bắt đầu rẽ phải này các bạn này. Sườn nào đường rất khó đi. Bạt nhạt đôi dứa đôi chè. Sang bên này, có cần mày xuống không? Đường Trường Sơn xe qua này. Đổ chỗ nào đấy?
các bạn xem. Đây là xe lên rừng. Các bạn nhé. Đấy. Nhích ít một thôi. Tí nữa đây, nữa đây. Nữa. Thôi. Ô. Oh. Núi đây. Nữa đây, nữa đây. Tí nữa, nữa. Thôi. Xe quay đầu cứ đi cực hẹp. Nên khoảng cách chỉ hơn 6 mét. Mệt. Thôi. Nhích từng ít một, nhích từng ít một. Thôi. Phát nữa đây. Nữa đây. Được chưa? Tí nữa đây. Thôi. Ok, đẹp.